Ai được vào trong thánh điện của Chúa? Để trả lời cho câu hỏi này, các tôn giáo cổ xưa đưa ra một bảng liệt kê những nghi thức cần thiết. Nhưng Thánh Vịnh 14 nói với chúng ta, không phải như vậy. Người được đến gần Chúa chính là người biết tôn trọng và yêu thương những người sống chung quanh mình. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong thánh điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên núi thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính, lòng suy gẫm điều ngay, lưỡi không hề vu oan. Chẳng gây ra khổ nhục cho ai, người khinh ghét tà gian, kính yêu người lân bang. Người chẳng đổi thay khi đời rủi mây, người không tính tiền vay, không hối lộ tham say.